Xin chào các bạn. Như vậy là chúng ta đã làm xong cái bài tập về mảng một chiều và mảng hai chiều. Chúng ta lại tiếp tục làm quen với cách sử dụng con trỏ trong lập trình C nhé. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu giới thiệu với các bạn cái kiến thức về cái con trỏ trong lập trình C. Các bạn đã biết rồi, cái này chắc chắn là chúng ta đã biết rồi. Đó là cái khái niệm về địa chỉ biến. Nếu như các bạn có một cái biến là var và trong chương trình các bạn á, các bạn sử dụng cái dấu và trước var thì các bạn sẽ lấy ra được cái địa chỉ của nó trong bộ nhớ. Bây giờ mình sẽ mở Depsi lên và mình khai báo một cái biến, rồi sau đó mình sẽ xuất ra cái địa chỉ của cái biến đó cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình sẽ mở Depsi lên. Ok. Đây mình sẽ lưu lại trước đi. Thiếu dấu thăng, các bạn thăng nhé. Rồi, ở đây mình sẽ tạo ra một cái hàm main thôi. Cái bài này thì chúng ta sẽ làm một cái bài hàm main và chúng ta sẽ học những cái kiến thức cơ bản về cái con trỏ. Ok, bây giờ ví dụ nha các bạn. Ví dụ mình có một cái biến là biến biến var đi ha. Đây này mình sẽ giới thiệu các bạn về địa chỉ của biến nha. Đây, var đúng không? Rồi. Bây giờ các bạn muốn nhập được dữ liệu cho cái thằng var này thì các bạn chúng ta làm quen rồi đúng không các bạn? Ví dụ là các bạn nói là nhập var bằng ok. Sau đó các bạn sẽ cho ở đây là scanf. Các bạn muốn lấy được dữ liệu của thằng var này thì các bạn sẽ phải làm sao? Các bạn phải scanf vào phần trăm d vì đây là một con số nguyên đúng không ạ? Các bạn lưu ý đây, các bạn thấy nè, var đó. Ok không? Các bạn thấy không? Cái chỗ này, cái dấu và này nè, đó là cái nơi để chúng ta xác định được cái địa chỉ của cái biến var. Bây giờ mình sẽ in cả hai cái thông tin ra nhé. Print f, mình xẹt n đầu dòng đi cho các bạn dễ dễ hiểu nha. Giá trị của var bằng phần trăm d đó, sau đó mình truyền vào đây là biến var. Lúc này thì mình lại không cần dấu và nữa vì mình cần đưa ra cái giá trị chứ mình không phải đưa ra cái địa chỉ. Nhưng bây giờ song song đó mình cũng muốn biết luôn á là ở trong cái ổ cứng mình á, hay là ở trong cái con CPU mình á, trong một cái thanh bộ nhớ nào đó thì cái địa chỉ của nó sẽ là bao nhiêu. Địa chỉ của nó sẽ là bao nhiêu đúng không? Thì bây giờ mình sẽ ghi như thế này. Địa chỉ của biến var trong bộ nhớ là đó. Sau đó mình sẽ truyền qua đây, nhưng mà các bạn thể lúc này sẽ nhìn thấy mình truyền đi khác một chút, đó là và thì có cái dấu và phía trước là chúng ta sẽ xuất ra cái địa chỉ, còn không có cái dấu và phía trước là chúng ta sẽ xuất ra cái giá trị. Ok, bây giờ mình chạy thử cái đoạn này để mình nhớ lại một chút kiến thức về cái địa chỉ của biến nhé. Để mình xem. Ok, mình đổi thành dấu hoặc dấu lớn dấu bé nha các bạn. Đây, ví dụ mình nhập va là 5 nhé. Các bạn thấy nè, địa chỉ của va bằng 5. Địa chỉ biến của va trong bộ nhớ là ô, nó chưa xuất ra được các bạn ơi. Vậy là chúng ta bị lỗi như cái gì rồi. Các bạn chờ mình một chút xíu nha. Khoảng một. Ok, mình bị lỗi một chút mà các bạn thấy là mình chưa điền cái phần trăm gì hết để in ra được cái này. Thì các bạn muốn in ra được cái địa chỉ này thì các bạn phải phần trăm p nhé. Phần trăm p phở, cái này hơi đặc biệt một chút. Phần trăm p phở nha. Ok, bây giờ mình chạy lại nè. Đây, ok. Đây. Va của mình là bằng 5. Các bạn sẽ thấy nè. Đây, giá trị của va là 5, còn địa chỉ của biến va trong bộ nhớ là không, là đó, FE1C. Các bạn thấy không ạ? Đó. Thì đây là cái phân biệt. Trước hết các bạn phần phân biệt cho mình cái gì là cái giá trị và cái gì là cái địa chỉ. Địa chỉ là một cái khu vực nào đó ở trong cái bộ nhớ máy tính các bạn, và cái giá trị các bạn sẽ được đưa vào ngay cái địa chỉ đó. Thì chúng ta cần phải cái phân biệt được cái khái niệm này. Ok, rồi sau khi phân biệt được cái khái niệm này xong á thì chúng ta lại tiếp tục làm quen với một số cái khái niệm khác. Đó chính là khái niệm về con trỏ trong C. Con trỏ hay còn gọi là biến con trỏ thì đây là các biến luôn nha. Các biến thì các biến các bạn hiểu là biến thì nó có thể thay đổi giá trị đúng không, nhưng mà cái biến này thì nó không được sử dụng để lưu trữ nó giá trị đâu, mà nó sẽ lưu trữ cái địa chỉ nhiều hơn. Tức là mục tiêu
tạo ra cái con trỏ là để lưu trữ cái giá trị. Nghĩa là các bạn nhìn lại giúp mình ở đây nè, xem cái này xem nhé. Vậy thì đây mình chạy là cái này, SQL Combine Run đây, mình nhập vô đây số 5. Đấy, ok, mình quay lại đây. Thì mục tiêu chúng ta khai báo ra cái biến con trỏ là để chúng ta lưu trữ cái số 5 này, hay là lưu trữ cái đoạn mà 0002FE1C đó các bạn. Cái thằng ở bên dưới nha, mục tiêu của chúng ta sẽ là lưu trữ cái địa chỉ của một cái biến. Mục tiêu của con trỏ là như thế. Thế thì làm sao để chúng ta khai báo ra được một cái con trỏ? Các bạn có thể sử dụng một trong những cách sau. Thứ nhất là các bạn, ví dụ các bạn có một con trỏ là INT, được chưa? Sau đó mình xin lỗi, các bạn có một con trỏ là P phở, thì chúng ta có thể khai báo một cái mà bằng cách là sau cái chữ INT đó thì chúng ta đánh một cái dấu sao, và sau đó là biến P ở đây. À, ok chưa? Rồi, hoặc là các bạn có thể dời cái dấu sao phía sau INT sang bên đây. Các bạn nên nhớ là chúng ta sẽ sử dụng INT nha các bạn, vì cái địa chỉ biến nó sẽ là con số nguyên. Ok. Rồi các bạn nhìn thấy cái dòng số 3 mình khai báo đó là INT sao P1 phẩy P2, thì ở đây nó có nghĩa là gì? Là mình sẽ khai báo ra cái biến P1 là biến con trỏ, nhưng biến P2 là một biến bình thường. Nghĩa là mục tiêu của cái biến P1 này là để lưu trữ cái địa chỉ, nhưng biến P2 là cái biến để chúng ta lưu trữ những cái giá trị. Đó, đó là cái cách khai báo của một cái biến. Nhưng mà bây giờ khai báo biến không thì vẫn chưa đủ. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách là làm sao chúng ta đưa được giá trị vào bên trong một cái con trỏ, hoặc là lấy giá trị ra. Ok nhé. Bây giờ mình và các bạn sẽ làm thử nè. Đây, ok. Mình và các bạn sẽ có hai cái biến. Biến thứ nhất là biến PC. PC là viết tắt của pointer của biến C đó các bạn. Và biến C là biến bình thường. Sau đó mình sẽ gán giá trị cho C bằng 5. Đấy, cái đoạn này thì cái đoạn khai báo là mình vừa giới thiệu với các bạn bên trên rồi. Cái biến PC là cái biến lưu trữ địa chỉ, còn C là biến lưu trữ giá trị. Ở đây mình cố tình mình cho C nó bằng 5. Rồi sau đó mình cho PC. PC là cái biến biến này đây, cái biến mình vừa tạo ra đây nè nhá. Bằng và C, nghĩa là mình lấy cái địa chỉ của cái biến C mình đưa vào cái biến PC. Mục tiêu của biến PC này được tạo ra là để lưu trữ cái địa chỉ của cái biến C. Rồi, các bạn muốn in ra được cái giá có con số 5 này có hai cách. Một là các bạn print phần trăm D. Rồi, ở đây các bạn điền vô đây là chữ C. Hai là các bạn phần trăm D nhưng các bạn đưa vào đây là dấu sao và PC. Nghĩa là chúng ta lấy cái giá trị của cái biến con trỏ này ra. Đó, bây giờ mình sẽ gõ cái đoạn code này cùng với các bạn. Ok. Đây. Rồi, à, mình tắt cái này đi nhé. Đây, mình mở DFC lại. Bây giờ mình sẽ có khai báo nè. Ok, các bạn khai báo ở đây cũng được nhé. À, sao PC và một cái biến bình thường là biến C. Các bạn có thể tách ra luôn cũng được. Sau đó mình cho C bằng 5. Rồi, bây giờ mình mới cho PC. PC nó là biến con trỏ nên mục tiêu của nó là lưu trữ địa chỉ biến. Cho đó chúng ta sẽ lấy dấu và. Và chúng ta để C ở đây, nghĩa là cái địa chỉ của biến C sẽ được đưa vào cái biến PC này. Rồi, bây giờ có những cái cách nào để các bạn in ra được cái số 5 này? À, cách thứ nhất là các bạn in C đúng không? Nhưng mình có một cách khác, đó là mình lấy giá trị từ một cái biến có con trỏ ra. Mình sẽ print print ra giống như bên trên đây cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình sẽ in thứ nhất nè, sẹt n nè. Giá trị của C là hai chấm. Rồi sau đó các mình sẽ phần trăm, nếu mà là giá trị thì phải là phần trăm d đúng không, phần trăm d nhé. Và các bạn sẽ điền vô đây cho mình nữa là sao PC. Sao PC nghĩa là chúng ta lấy ra giá trị tại cái biến con trỏ PC. Nhưng bây giờ mình muốn biết được cái địa chỉ biến của cái sòng C nó là bao nhiêu á, thì bây giờ mình sẽ để như thế này, sẹt n địa chỉ của biến C là hai chấm. Ở đây mình sẽ không phần trăm d nhưng mình phần trăm b phở các bạn nhé. Muốn in ra được cái thông số và cái địa chỉ á, là chúng ta phải phần trăm b phở, thì các bạn sẽ điền vào đây giúp mình là PC. PC ok không ạ? À? Rồi bây giờ mình chạy lại cái đoạn code này đi, rồi từ từ mình lại tiếp tục làm quen. Lập trình C không có khó, khó hay không là do các bạn có chịu luyện tập hay không nhé. Ok, bây giờ mình sẽ nhập vô đây số 5 này. Số 5 là bỏ qua đúng không? Giá trị của var là 5. À, giá trị của biến var trong bộ nhớ là F14. Rồi ok, bây giờ các bạn thấy nè, hồi nãy mình tạo ra biến C là 5 đúng không? Đấy, sau đó mình lấy cái địa chỉ của C gắn vào PC,
thì các bạn nhìn nhìn giúp mình một chút xíu nha, nhìn giúp mình một chút xíu chỗ đây. Ở đây nè, cái dòng ở trên thì mình sao BC, sao BC nghĩa là mình lấy ra giá trị tại cái địa chỉ đó. Còn các bạn gọi PC không thì là chúng ta chỉ truy cập tới cái địa chỉ nó thôi. Ở đây là sao PC nè và dưới này là PC không nè. Đó. Như vậy là chúng ta đã có những cái kiến thức cơ bản nhất về cái cách làm sao đưa cái địa chỉ vào trong một cái biến con trỏ, là chúng ta lấy một cái biến bình thường chúng ta bỏ vào vào đây là xong nhé. Cái thứ hai đó là làm sao chúng ta lấy ra được giá trị từ một cái biến con trỏ, là chúng ta thêm dấu sao phía trước là chúng ta sẽ lấy được cái giá trị của nó ra. Chúng ta cộng trừ nhân chia, chúng ta thêm xóa chữ gì đó thoải mái nhé. Rồi, các bạn muốn in à, các bạn à, muốn làm việc với cái địa chỉ này thì các bạn gọi một cái biến bình thường thôi là xong ha. Ok. Rồi, chúng ta tiếp tục làm quen với một số kiến thức nữa ở trên đây. À, bài này thì không có gì khó khăn hết, chúng ta làm quen với con trỏ thôi nên nó rất là đơn giản, nhưng sau đó chúng ta sẽ có hàng loạt những cái bài tập liên quan tới cái con trỏ trong lập trình C nhé. Ok, bây giờ nè, làm sao để chúng ta thay đổi cái giá trị của cái biến C thì có hai cách. Một là các bạn sẽ gắn trực tiếp cái giá trị cho C giống như hồi nãy chúng ta làm, đúng không ạ? Cách thứ hai là chúng ta gắn cái giá trị đó thông qua cái việc là sao PC bằng bao nhiêu đó thì chúng ta sẽ đưa cái giá trị vào trong cái vị trí PC này. Nếu các bạn để PC không thì nó sẽ lưu cái địa chỉ biến, nhưng sao PC thì nó tương tương đương với cái biến C bên đây là nó có thể lưu được giá trị. Ok, bây giờ mình cố tình nhé, mình cố tình mình thay đổi một chút xíu chỗ này, đó là sao PC bằng 1. Bây giờ các bạn để ý giúp mình nè, mình cố tình mình in ra hai lần luôn xem coi giá trị như thế nào nhé. Giá trị của C là ở đây, cái mình điền vào đây là C nha. Các bạn không biết, các bạn để ý xem coi C nó có bị thay đổi giá trị không. Rồi mình in một lần nữa, giá trị của sao PC là đây, sao PC đó. Các bạn để ý giúp mình nè, ở trên đây mình khai báo C bằng 5, C bằng 5 thì bây giờ sao BC bằng 1 thì hỏi rằng C nó có bị thay đổi thành 1 hay không. Bây giờ mình sẽ chạy thử mà mình xem kết quả nha. Ok. Ở đây chạy nha, compile and run đây, sang năm. Ok, các bạn để ý giúp mình nè, đây để ý giúp mình một chút ha. Cái giá trị của C là 5, giá trị biến của địa chỉ C không không mấy là cái đoạn này rồi, cái đoạn này chỗ đỏ chỗ mình bôi đen chỗ này, nhưng cái đoạn mới của mình là chỗ này, khúc này thay đổi nè, các bạn nhìn thấy nha. Mình dùng biến sao PC bằng 1 thì các bạn thấy cái giá trị của thằng C là nó bằng 1 luôn, vì mình chọc thẳng vào cái địa chỉ của cái biến, sau đó mình lưu cái giá trị vào ngay cái địa chỉ đó luôn, thì các bạn sẽ thấy rằng cái biến C ở trên đó, nó cũng trỏ tới cái địa chỉ đó, cái biến sao PC cũng trỏ đến đúng một cái địa chỉ đó, thì lúc này cái giá trị của C nó cũng sẽ thay đổi. Ok chưa? Đó là những cái kiến thức rất cơ bản về con trỏ. À, sau này thì chúng ta sẽ có những bài tập nhiều hơn nhé. Mình nói lại một chút. Thứ nhất, địa chỉ, cái giá trị và cái địa chỉ là hai cái khái niệm khác nhau. Địa chỉ là một cái địa điểm mà chúng ta có thể đưa cái giá trị vào trong cái địa chỉ đó, ok chưa? Và cách lấy ra địa chỉ đó là chúng ta và sau đó là tên biến. Ở đây các bạn muốn khai báo được một biến con trỏ, các bạn phải thêm dấu sao phía trước, phải thêm dấu sao phía trước. Và từ cái biến con trỏ các bạn muốn lấy ra một cái địa chỉ của biến bất kỳ thì các bạn phải và C ở đây, và rồi tên biến thì các bạn sẽ đưa được vào đây. Các bạn muốn lấy ra được giá trị của một cái biến con trỏ thì chúng ta sẽ thêm dấu sao phía trước. Các bạn muốn thay đổi giá trị của một biến con trỏ thì các bạn sao PC rồi các bạn bằng với một cái giá trị gì đó phía sau, thì đó là cái cách để chúng ta làm việc với biến con trỏ. Chúng ta không thể làm ngay một bài tập quá khó được. Trong cái bài này thì mình muốn với các bạn đó là làm quen với cái con trỏ và hiểu thật rõ con trỏ nó là gì, chứ không có hiểu mông lung nhé. Con trỏ mục tiêu của nó là lưu cái địa chỉ biến. Tất nhiên là chúng ta thông qua con trỏ chúng ta có thể tương tác, thay đổi giá trị thêm, đưa giá trị vào rồi là thay đổi giá trị nó đi, vân vân, đều làm được. Nhưng các bạn nhớ rằng mục tiêu của con trỏ là chúng ta làm việc với địa chỉ của cái ô nhớ trong cái máy tính của chúng ta. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video clip này. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn hãy comment phía bên dưới nhé. Mình sẽ dành thời gian để trả lời những câu hỏi của các bạn. Các bạn nhớ like video, nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video clip tiếp theo. Các bạn nhớ rằng ngoài lập trình C ra thì mình có rất là nhiều cái bài chia sẻ về những cái ngôn ngữ lập trình khác và kiến thức về công nghệ thông tin nữa. Nhớ đăng ký kênh và bấm luôn cái chuông để theo dõi những cái video mới nhất của mình nha. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt.